tháng bảy ngày truyền thống của y Việt Nam. Bao nhiêu năm dài vượt qua gian khó, ngành của y đã lớn mạnh không ngừng. Người của y dâng chào đến quê hương, muôn vàn hiểm nguy không chậm bước vươn vai, để cuộc sống tươi đẹp ngày mai. Lên đường giặt rình mọi nơi, cho đời rộng ràng y hoàn toàn. Làng quê ngõ xóm là cái chưa yên bình, đàn về bên mẹ chạy ngày tung tăng. 11 tháng 7 ngày truyền thống vui Việt Nam. Nếu khao tinh thần vượt qua gian khó, còn trái tim quyết với nghề xây trên môi, góp phần điểm tô cho cuộc sống yên vui. Vì truyền thống vũ khí Việt Nam. Cuộc sống yên vui vì truyền thống.